Tụi mình sắp là vợ chồng rồi mà, anh còn ngại em gì nữa vậy? Nhưng mà chuyện này hơi khó nói, anh cũng không biết nói làm sao á. Thôi, đừng có khó nói khó ơi gì hết trơn á, anh cứ nói đại cho em đi. Sau này tụi mình về, tụi mình còn có nhiều chuyện để làm lắm á. Nhưng mà chuyện này nó quan trọng lắm, nó ảnh hưởng tới em mà cũng ảnh hưởng tới anh. Không có đùa giỡn được đâu. Thì mình cưới nhau là để ảnh hưởng tới nhau mà. Biết đâu là em rất là mong đợi cái sự ảnh hưởng đó của anh thì sao? Đậu, em làm gì vậy? Anh không muốn làm chuyện này. Nói chung á là từ lúc quen em tới giờ là do tía anh ép anh. Với lại hai bên gia đình ai cũng thúi giục anh với em quen nhau. Cho nên là anh thấy là anh không có phù hợp với em. Anh muốn hủy hôn. Anh nói gì vậy? Anh nói là anh muốn hủy hôn. Là không có đám cưới, không có gì nữa hết á. Hủy hôn? Hủy hôn hả? Anh muốn hủy hôn với em hả? Trời đất ơi, tèo anh giỡn gì kỳ vậy? Bây giờ gia đình hai bên đó định ngày cưới hết trơn rồi. Từ xóm trên đến xóm dưới ai cũng biết tụi mình chuẩn bị cưới nhau. Tụi mình yêu nhau mấy năm trời nữa. Anh nói vậy coi được á, đừng có giỡn nữa. Thì bây giờ nếu mà phát đẹp thì anh sẽ đi thu thiệp lại từng nhà. Tèo, anh nói cho em biết đi. Nhỏ nào dụ dỗ anh đúng không? Không có nhỏ nào hết trơn á. Tại vì anh thấy anh không hợp với em vậy thôi. Hay là anh bệnh nan y? Anh bệnh nan y đúng không? Đâu, mình đi chữa đi, mình đi chữa. Em bị sao vậy? Em bị sao vậy đâu? Em có biết á là người ta chỉ cảm thấy vui khi đi cùng người mà người ta thích, nhưng mà mang lại cảm giác bình yên chỉ có người mà người ta yêu thôi. Mà anh thì anh thấy không có bình yên với em. Với lại á, bây giờ gạo sắp nấu thành cơm rồi, cho nên là anh không muốn cưới em nữa. Anh nói gì vậy? Tụi mình yêu nhau mấy năm trời rồi, xong rồi bây giờ anh nó không hợp nhau là sao? Nói chung là anh muốn kết thúc ngay từ ngày hôm nay. Tại vì cái tính em á, em ở dơ, em hậu đậu, em tùm lum hết á. Anh xin lỗi. Tèo, anh không cưới em, em ép anh cưới em bằng được đó. Ông làm gì ông không ở dơ vậy đó? Ông cũng bị hôi chân. Sao chồng mình thảm hại quá. Tèo, anh là đồ bỉ rồi. Vĩnh Viên. Con. Sao con lại khóc? Thì buồn thì khóc, chẳng lẽ vui mà khóc, vui duyên. Rồi sao con muốn tự giận? Đừng dạy dột như vậy, chết vì tự giận là khó đầu thai lắm đó. Ông nói gì vậy? Tôi tự giận hồi nào? Tôi buồn, tôi ra đây tôi xả ấm ức thôi, chứ mắc gì tự giận, đâu có ngủ đâu. Thì sao thấy gì khóc lóc rồi kể lễ rồi vĩnh biệt rồi nước mắt nè? Tôi bị người ta hủy hôn, tôi bị bỏ rồi. Ủa? Nhưng mà ông là ai vậy? Nãy giờ ông rình tôi hả? Ghê quá. Mắc mớ vậy rình? Ngồi trên đây nhìn thấy luôn chứ rình chơi nữa. Chú đang ngồi câu với kia kìa. Nghe con la thất thanh bất thường quá. Chú chạy lên, chú đỡ cản sợ tự giận. Nguyên sinh thì chú không lạ gì cái cảnh này hết trơn á. Mai mốt chú yêu cầu chắc sửa cái cầu này tên là cầu nguyên sinh quá. Không bao lâu cái có cô gái trẻ ra đây đứng khóc lóc lát nghe cái thẩm. Ba ngày sau chồng thích cho khiêng lên trên kia khóc lông âm sùm. Trời ơi, cái cầu này nhiều người tự tử lắm hả chú? Không biết có nhiều không, nhưng mà có nguyên cái đội nữ giao hữu với đội thi tệ ở dưới á. Con thần bà mắt thịt không có thấy đâu đó. Đã giờ nhìn thấy em kia đó kìa, đó kìa. Chưa đâu ba ngày sao mới lên lận mới thì kìa. Trời ơi, tối gầm tháng 7 con ra đây đi, y như trung thu tháng 8 đèn rực trời hết. Con biết từ khai thiên lập địa giờ chỗ này bao nhiêu người đã nguyên sinh chỗ này không? Thì chỉ vì hai chữ thất tình mà thôi. Khổ vậy chứ. Mà sao mà con muốn nguyên sinh vậy? Con không muốn nguyên sinh đâu. Mà sao nó vĩnh biệt? Mà sao khóc? Con vĩnh biệt cái thằng bồ của con. Sắp tới đám cưới rồi mà nó còn hủy hôn con nữa. Chú thấy quá đáng không?
Nó chê con ở dơ chú. Con đâu có ở dơ đâu, nó mới bị hôi chân hôi nách đó. À thôi chú hiểu rồi, chú hiểu rồi vấn đề. Sao mấy cái người trẻ bây giờ á, chia tay người tình á, thì lựa một cái lý do nào đó xấu quắc đổi thừa về phía nữ, tội nghiệp ta không? Cái đó là chuyện không có thiệt đâu. Cậu trai đó đã có một mối tình khác rồi, rồi mới đổi thừa là con xấu thế này con xấu thế kia để mà chia tay con cách hợp lý, mình mang tiếng họa cho con nữa. Thì là đáng buồn cho mấy cô gái như con á. Thiệt hả chú? Sao không thiệt? Trời ơi, cái chuyện này chú gặp hoài thôi. Nhưng mà người ta có người khác, xong mà người ta chia tay con. Đúng rồi, mà người ta đổ tiếng qua cho con, mà con không có chuyện đó, đúng vậy không? Tức quá vậy. Ừ. Vậy giờ con phải làm sao? Có ông Bảy rồi, ông Bảy chỉ cho. Ông Bảy là quen ông Bảy bóng này, là nghe ông dỗ một cái tràn sát xâm lên luôn. Tao nói biết bao nhiêu cô gái như con này ra đây chia tay vì việc lý do đó cho nên ông mới biết đó. Xong chú vẫn gặp ổng, ổng giúp đỡ hai người quen lại với nhau rồi sanh con để cái sống tới trăm tuổi già luôn, có biết bao nhiêu sống này nè. Trời ơi, hay vậy chú Bảy. Ừ. Chú chỉ con đi. Chú chỉ con chỗ của ông Bảy bóng đó đó. Rồi con muốn gan lại người tình để sanh con để cái đúng không? Dạ. Bây giờ chú vậy nè. Bây giờ con đi qua cầu này, con đi đổi nữa. Con quẹo trái. Rồi đi thẳng đoạn, đi qua phải. Rồi quẹo trái. Rồi cái quẹo phải. Cái quẹo trái, quẹo phải. Cái quẹo phải luôn, cái quẹo cái trái, cái quẹo phải. Con nhớ không? Bây giờ chú chỉ một lần cuối nè. Đi một đổi, quẹo trái, rồi quẹo phải, rồi trái trái, rồi phải, trái phải, trái trái, phải, hiểu không? À, dạ thôi, hiểu rồi. Đi liền đi. Có bóng đứt rồi. Ờ, con là Đậu. Có người chỉ con đến đây gặp ông Bảy bóng. Mời vô. Ủa, chú Bảy? Đúng rồi. Ủa vậy con ông Bảy bóng đâu? Đây. Là sao chú? Đây là Bảy. Bóng là ba tôi mà ông đứt rồi. Nhưng mà ổng còn dương vấn phòng trần. Ổng muốn cứu nhân độ thế. Ổng đạp lên xác tôi, ổng quay trở lại để ổng cứu đời. Hiểu không? Mặt này là không hiểu rồi. Giống như vậy nè. Đây là phần mềm. Phần mềm muốn thể hiện qua nhân gian, phải qua ổ cứng. À đây là ổ cứng. Ổ cứng là chứa bao nhiêu mê là do phần mềm chỉ đạo. Hiểu không? Bây giờ muốn nhờ cứu nhân độ thế không? Ngồi yên xuống. Giữ yên lặng. Thân xác giữ tịnh tâm. Để tôi gọi kia tôi về giúp đỡ cho cô nhé. Dạ dạ. Ngồi xuống. Tỉnh lặng chưa? Chào màu chim sẻ chim sắc chim sâu gúm núm lè lè hợp cùng mà thủng quốc à. Bay lượn nơi đâu về đây thầy nhờ cái à. Kiến đại thanh đại nâu thiền cùng bắt giới á xa tăng hợp cùng mà tam tạng trên đường hoạn nạn gặp phải kim cộng sang bờ giải thoát à. Chú Bảy. Chú Bảy ơi. Bể nào? Trời. Ông bóng mè. Ô. Chào thi chủ. Dạ con là Đậu. Con có việc muốn nhờ ông bóng à. Biết rồi. Thất tình bỏ bỏ. Tới đây nhờ ông bóng giúp đỡ, hằng gắn lại nhau thành đôi quy ương sống trăm năm trọn đời trọn kiếp phải không? Sao ông biết hay vậy? Trời,
Người cõi trên mà hỏi vậy là dư rồi. Nhìn cái ăn đường trôi trôi rộng biết rồi. Ông quy tiên đã lâu, nhưng thấy thế gian nhiều thiếu nữ bị khổ như vậy, những cái thằng trai nó định tìm được cái cớ vô lý để nó xa cách con là ông muốn không yên lòng, ông muốn quay trở lại, ông muốn giúp đỡ cho con. Chuyện đó ông muốn làm trong một phút chốc thôi. Vậy ông muốn nhìn giùm con có cách nào giúp con được không ạ? Có, âm khí nhiều lắm, âm binh nhiều lắm, người phàm mắt thịt như con không nhìn thấy được đâu. Ông Móng ơi, nghĩa là con quá nhiều người âm theo nên là cản trở đường tình duyên của con đúng không ông Móng? Không, không phải con, mà là bạn trai của con. Nó có một con ma nữ, nó giật giờ bên trong bạn trai của con. Nó không cho phép con tiếp cận với bạn trai của con được. Nhưng nhặt một nỗi con ma nữ này rất nhiều tiền, nó dùng tiền nó rót đường, nó lo âm binh hết trơn rồi. Con không thể đứng gần bạn trai con được, nhưng với cái cớ rằng bạn trai con nói rằng một cái lý do nào đó rất là không có quan trọng để xa lánh con, có phải vậy không? Dạ đúng rồi ông Bóng ơi. Vậy bây giờ có cách nào để đuổi cái con âm binh nó được không? Có chứ, trời trời gì đây, chỉ có một mực quýt đó thôi. Con âm nữ đó nó dùng tiền, dạ, thì mình dùng cao hơn, mình dùng vàng mình ném lại nó. Đúng rồi ông Bóng ơi, con sẽ mua thật nhiều vàng mã rồi con sẽ đốt cho nó. Ồ, thật là chất quá, làm gì không được. Người ta dùng tiền thiệt, con dùng vàng mã con đốt, nó chưa chết là cái nhà con rồi. Ủa, sao vậy ông Bóng? Phải dùng vàng thiệt. Vàng thiệt? Đúng rồi. Những hồi môn của con vàng thiệt. Đâu ông coi. Người cửa trên không có biết vàng thiệt vàng giả gì hết, để như vậy mà vẫn thấy đó. Thôi, đây là sinh lễ của con, quà cũng của con đúng không? Dạ. Cùng nhắm hai mắt lại. Mở hai mắt ra. Ê, cái gì ghê vậy? Này là trứng gà mà. Trời, thì trứng gà. Trứng gà mà nhìn trứng ngỗng mới la, tự nhiên trứng gà cũng la là sao? Cầm hai trứng vô tay. Dạ. Về đi thẳng tới bạn con, trời thẳng vô mặt nó. Trời vô. Đúng rồi. Để làm gì? Ổ cứng để trúng thằng bạn trai con, nhưng phần mềm lại trúng vào con yêu tinh đó. Nó sẽ giạt bạn trai con ra. Bạn trai con không còn vướng bận gì nữa sẽ quay trở lại với con, được chưa? Nhưng mà ông Bóng ơi, ơi, lỡ con chọi mà nó không đi thì sao? Chọi thêm hai chứ nữa. Lần chơi bảo đảm con, nếu nó không đi chọi luôn một ổ nó phải đi. Vì người khối âm rất sợ trứng gà thối, hiểu chưa? Nó mới chưa? Dạ ôi, hiểu rồi. Thời gian trong khỏi chơi đã hết rồi, nó đi đây. Chú Bảy hả? Chú Bảy phải không? Ừ. Nãy giờ ông Bóng nói gì chứ không? Dạ. Dạ con hiểu rồi. Lâu lâu ông về cái nhất mình đang nãy hết chút cái này. Ông đưa con cái gì đây? Ấp la ăn hay gì? Dạ không có. Đây là việc của con. Khi nào á mà con tiêu diệt con yêu tinh đó, con sẽ báo tin lại cho chú Bảy biết nha. Vậy là này ông Bóng chỉ ông Bảy biết về không nha. Dạ, con về nha. Nè. Ê nè con. Cái hư quá. Không biết nãy ông Bóng làm gì hút hồn cái gì làm rớt gì cà rá làm lum nè. Không phải đâu. Cái này á là của ông Bóng, con đưa cho ông Bóng. Nên là có gì chú Bảy cứ để lên bàn thờ của ông Bóng giúp con nha. Là cái này giữa thương vụ giữa con với ông Bóng phải không? Ông Bảy không biết gì đâu nghe, chỉ đưa lên bàn cho ổng thôi ha. Rồi giờ con về cẩn thận nha. Con đi nha. Con cảm ơn. Của ông Bóng mà ông Bảy đeo vừa mới ghê chứ. Nhắc tới thằng Tèo thì bác phải nhớ. Thôi đừng kêu bác nữa, con sắp làm dâu nhà này con kêu bằng tía cho nó quen. Con. Dạ tía. Thằng Tèo xong rồi nó mấy ngày bữa nay nó kỳ lắm con. Nó buồn buồn hoài à. Hỏi gì nó cũng không nói á. Ăn nó cũng không ăn mà uống cũng không uống. Thậm chí mà ngủ nó cũng không ngủ. Mà nó thức nó cũng không thức nữa. Nó làm sao á, làm như ai nhập nó vậy đó. Mà anh Tèo không nói gì với tía hả? Kỳ lạ lắm. Nó lạ lùng hơn là xưa nay. Làm như một tía nghĩ rằng thằng này nó làm như nó ai dựa nó làm sao con. Thôi con. Dạ. Bây giờ thế này nè.
con phải tìm hiểu giùm tía nha. Để tía kêu thằng Tèo ra đây, con phải tìm hiểu rồi nói lại với tía nha. Dạ. Kỳ lắm con, nó lạ lắm. Tèo à. Dạ tía. Tay kiếm kìa. Dạ. Ủa, đậu. Anh Tèo, sao mình chia tay rồi, em qua đây kiếm anh làm gì? Anh nói gì vậy, mình chia tay rồi nào. Em mang cháo qua cho anh nè. Thôi 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 thôi, em mang về giùm anh được không? Em mang về em ăn đi, em ăn để lấy sức để còn tìm người khác nữa. Anh nói gì vậy? Anh nói gì mà nghe được hả? Em mang cháo qua bồi bổ cho anh, chứ em là dư sức rồi. Ăn cháo đi. Tía nghe bây giờ, em nhỏ nhỏ được không? Tụi mình sắp là vợ chồng rồi, có gì đâu mà phải nhỏ nhỏ. Nhưng mà sao tự dưng bắt anh ăn cháo? Anh năn nỉ với em luôn á đậu. Em về được không? Em buông tha cho anh được không? Anh muốn em buông tha cho anh đúng không? Đâu dễ vậy đâu. Anh ăn cháo đi, nhanh lên. Anh ăn cháo đi. Em cất công, em cực khổ để em làm cái cà mên cháo tình thương này cho anh đó. Ok, bây giờ anh muốn em về đúng không? Ăn hết cà mên cháo này rồi em về. Nhưng mà em hứa là anh ăn hết cái gồm bánh cháo này là em đi về nha. Ừ. Anh đi, anh đi, anh đi. Hứa đó nha. Ê, ê, này nha, không có được đụng chạm tôi nha. Nam nữ thọ thọ bất tương thân nha. Đừng có giống như hôm bữa bên bờ sông rồi ôm tôi nha. Em thấy anh chảy mồ hôi, em lau mồ hôi cho anh chứ bộ. Không có lao gì hết trơn á. Bây giờ tôi ăn hết cháo này, hứa cho tôi là đi về đó. Ôi nhưng mà cháo nó có mùi gì kỳ kỳ vậy? Kỳ gì mà kỳ. Cháo người ta có nhân sâm, có thuốc bắc ở trong đó để ăn bồi bổ sức khỏe. Gì đâu mà kỳ. Lần đầu tiên anh mới nghe cháo mà nấu với nhân sâm luôn á. Ăn hết đi, em làm cực khổ lắm á. Là bây giờ tôi không ăn nữa. Ủa sao vậy? Thì bây giờ để đi chiều tôi ăn. Bây giờ tôi có việc, tôi phải đi công việc gấp. Ý mà không phải, tôi buồn ngủ, tôi phải đi ngủ. Nè, con ma nữ kìa. Cái gì ma nữ? Mày đừng có lừa tao. Mày đang trong thân hình của anh Tèo, chồng sắp cưới của tao. Thì quyết định đậu. Với mày. Em không bị đậu. Ma nữ gì đó, dạ đậu. Con ma nữ vậy? Đậu. Tao chồng biết mày. Tía, tía, tía. Buông nó ra mà cái gì vậy? Cái gì vậy? Tía ơi, anh Tèo bị ma nhập đó tía. Tía muốn con là con dâu của tía. Tía phải giữ anh Tèo lại cho con. Tía, sao tía tin lời cổ vậy? Con tía không tin. Con chia tay nè, con chia tay đậu rồi. Chia tay rồi cho nên có hết tình của mày khùng quá tía. Mày khùng thì có. Mày thấy gì chưa? Chú gà chứ gì? Mày sợ rồi chứ gì? Mắc gì phải sợ, nguyên con gà tôi còn ăn được chứ không chi một cái chứ. Tao sẽ cho mày hiện nguyên hình ngay lập tức. Coi nè! Tí cứ ở nhà đợi tin vui nha tí nha. Hy vọng như ý. Người có chút xíu à mà nặng như trâu vậy đó. Tất cả là do cái con ma nữ này. Dậy mày, dậy mày, dậy đi. Tôi đang ở đâu đây? Ở đây là ở đâu vậy? Nè con ma nữ kia, mày đừng có giả ngơ nữa. Thoát khỏi thân xác của chồng tao, nhanh lên mày. Em sao vậy? Anh Tèo nè. Gì mà ma nữ nhập hồn gì ở đây? Đừng có giả ngu nữa. Mày thoát ra ngoài.
Nhanh lên. Thoát cái gì? Em sao vậy? Em định đánh anh nữa hả? Anh chia tay em đó là tại vì là tại vì ta đã về đây. Tốt lắm. Con dẫn nó tới đây rồi, lối ra khỏi này cửa là ta sẽ tẩy trần cho nó. Chú Bảy ơi, đi đâu nè vậy? Chú Bảy, giao chú Bảy. Thằng Tèo, chú Bảy gà. Trời, cái gì vậy? Gà quéo gì ở đây? Hai người quen nhau hả? Quen sao không quen? Chú Bảy gà cả xóm trên xóm dưới ai biết hết trơn á, chiên đi cắt kèo đó gà. Xong rồi hả, thiếu nợ tùm lum hết trơn á. Cái chuyện đó gà là chuyện mới gì, ai kêu mày đánh mày khai? Tại vì chú thiếu nợ con. Cái chuyện đó từ từ thôi, trả làm gì tùm lum vậy? Cái thằng tình nhân mà con nói là thằng này đó hả? Dạ. Cái chú thầy bói mà em nói là chú này hả? Dạ. Trời, cái này mà thầy trên trời xuống chữa không được cái đường đó tôi ba tôi. Sao chú nói vậy? Chú hứa với con á là chú sẽ trục xuất con ma nữ này khỏi người anh Tèo mà. Cái chuyện đó hả, hồi phân vợ tính sao đi. Còn thằng này á, trời gầm không nhả được nó tới tôi. Nó đâu có lấy vợ được đâu. Chú Bảy, nó là bóng lại cái mà. Chú Bảy, sao chú Bảy nói anh Tèo bóng? Anh Tèo rất là nem. Bóng thì ra là chị. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cầu Dừa. Cầu Dừa trơn trượt lắm em ơi, đi mà không khé té. Ai mua hoa không? Mua hoa giùm em đi. Có ai mua hoa không? Mua hoa giùm em. Có hoa ở đây mà ai bán ai, ai nói gì vậy? Ai đó? Ai vậy? Ai? Ê! Sao có ai? Ma! Ma! Ôi! Cứu đi! Ma! Chủ quán! Bà Chín! Bà Chín! Chủ quán! Chủ quán bà Chín! Chú quán bà Chín, chú quán bà Chín, chú quán bà Chín, chú quán bà... Bây giờ cuối cùng là mày kiếm chủ quán hay là mày kiếm bà Chín? Kiếm chủ quán, kiếm bà Chín luôn. Ừ. Chú Năm. Gì nữa, kiếm tao nữa hả? Tao ngồi đóng trần ngần như ông thần đây nè. Trời... Mày làm gì như ma được vậy hả? Ma. Ma đâu? Trời, con trên thành phố gì? Mới về lâu quá, trời, chứng như cảnh mà ma xuất hiện ban ngày chú. Ở đâu? Ở đây nè, qua cái cầu khỉ đó. Qua cầu khỉ phải không? Cầu tre lắc lẻo đó, con đi ngang qua đó. Con đang đi ngang, tự nhiên hắn nghe một tiếng người phụ nữ than khóc. Ai mua hoa không? Con quay lại, con không thấy ai hết. Con không nghe hết, con trấn tĩnh lại. Chắc là quán thôi, lại nghe một tiếng nữa. Ai mua hoa không? Mà cái giọng éo 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 luôn. Trời ơi, thôi con nghĩ là ngay cái chỗ đó là con nghĩ là lúc trước có một con nhỏ bán bông ở đó, nó bán ế quá. Rồi xong nó nhảy xuống sông nó quyên sinh, bây giờ là nó ám ngay sông đó. Giờ đi ngang qua thì nghe tiếng ghê quá chú. Nhưng mà mày nghe tiếng thôi, nghe 2-3 tiếng nhưng mà mày không có thấy hình chứ. Đúng vậy. Đúng rồi, trời ơi trời, ma mà sao mình thấy được. Trời, con nghĩ 12 giờ đêm mà ai đi qua ngang cầu đó thế nào không thấy con nhỏ mặc áo trắng, tóc dài thòn này lòn này nè. Cầm bó bông, ai mua bông à, mua bông không. Trời ơi. Đây có ma thiệt đó, rồi mày mới về chứ gì, thành phố mới về vậy. Ờ ghê quá. Bỏ rồi thôi, xách chở về nhà đi, đây ma giờ chết luôn à. Đây ma giờ ma dữ lắm, về đi. Mày đi tới luôn khúc đó rồi mày coi chừng đó, bị nhập luôn đó. Trời ghê vậy. Trời đất ơi. Ôi trời. Nhập là phải kêu thầy là chữa cho mày đó. Ôi chứ còn phải né chỗ đó rồi. Chú biết rồi, chú mốt chú né đi chú. Mày né đi. Tao là người lớn không sao. Trời. Mày nhỏ mày coi chừng á.
Trời ơi, lớn tuổi coi chừng mấy con ma nữ á, nó khoái mấy cái linh hồn mà mấy người lớn tuổi á, là nó ám á, rồi nó đi theo luôn. Tao còn mừng nữa. Cái gì chú bị điên hả? Mấy ma nữ mà vậy tao còn mừng nữa. Trời ơi, chú nói mày làm bà chú không biết nó lại đi. Trời ơi, còn muốn ma ám là sao trời? Tao giờ tao hết muốn chơi với người rồi, bây giờ tao muốn kiếm ma tao chơi. Ma thấy vậy chứ nó còn chung thủy hơn người. Ôi trời, chú ơi, như chú bị ma nhập hay sao? Chú nói chuyện thấy ghê quá à. Tao còn đang giấy cho nó nhập tao nữa mà nó chưa. Thôi chú ơi. Chưa chịu, nó từ từ. Nó ngọt nó mới chịu. Trời ơi, chú ơi, chú nói chuyện nghe thấy ghê quá hả? Thôi, uống gì vô tự làm uống đi. Bà Chính bà đi chợ rồi. Bà giao cái quán này cho tao đó. Mẹ ở đây đi. Tao ra ngoài chơi với mấy ma chơi. Ma ơi, ma ơi ra đi ma, xuống chơi nè. Trời, ông này giống như kiểu ma nhập rồi trời. Tự nhiên giấc này đi kiếm ma, chơi với ma. Thích chơi với ma, không thích chơi với người. Không được, ổng lớn tuổi rồi, mình phải đi theo giúp ổng mới được. Lâu quá rồi về, tự nhiên xuất hiện con bé xinh quá vậy trời. Băng Hòa. À, thì ra cái tiếng hồi nãy mình nghe là cái tiếng cái loa. Bây giờ mới thấy cái hình. Cái hình hay quá vậy trời. Thiệt tình, người đẹp vậy đó. Mà ngồi mà nắng mà mưa à, thấy nó xót ruột gì đâu. Cô Hồng. Dạ. Sáng giờ bán được không mà ngồi ngoài nắng quá trời nè, sao không vô trong ngồi? Dạ, chưa có bán được anh Nam ơi. Vậy đó hả, tội nghiệp không? Thôi được rồi. Dạ. Này nhiêu để tôi mua hết cho, nghe không? Anh Nam mua hết cho em. Mua hết luôn. Trời ơi, em cảm ơn anh Nam nha. Trời ơi, có dạ. Bao nhiêu tiền đâu, đi vô đây ngồi uống nước đi, để đó đi rồi chút bao nhiêu tiền tôi trả cho, nghe không? Trời, sao chú Nam có những cái hành động quái gở mà nó hơi đi quá phạm vi tuổi tác của mình vậy ta? Dạ. Con nói đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ngồi hỏi thăm cháu coi. Mẹ ơi, nhìn thấy đẹp, thấy không? Mà ngồi mà nắng mà mưa vậy, tôi xót lắm, tôi chịu không có nổi. Dạ, em cảm ơn anh Nam. Hôm nay được anh Nam mua qua hết vậy á, em vui lắm, cảm ơn anh Nam nhiều. Vậy đó hả? Dạ. Mày mốt quá, có bao nhiêu đó thì cứ để đó tôi mua hết cho, thấy không? Dạ, em cảm ơn anh Nam. Đừng có ngồi chi cho nó cực khổ. Ôi chú Nam. Chú gì đây mày? Thì chú lớn tuổi còn phải kêu chú bằng chú chứ không phải kêu bằng chú em, đúng không? Lớn gì, tao lớn mày vài tuổi thôi chứ lớn nhiêu. Trời, lớn hơn cả chục tuổi mấy con giáp trời. Ô, chú lớn ơi. Tuổi hơn ba con mà phải kêu bằng bác á, nhưng mà tại vì phải kêu bằng chú tại bà con với nhau. Mày lấy cái kiến mày coi coi ai già hơn ai à, râu ria mày kìa mày ơi. Thì con để râu gì cho nó đứng tuổi, nó chững chạc, nó trưởng thành còn đỡ hơn là chú. Là chú bây giờ râu mọc quá trời mà cạo rồi tóc tai râu rồi nó bạc rồi, để cho người ta bạc đi, tự nhiên đi nhuộm. Mệt rồi quá đó, sao về rồi không đi về nhà đi, còn quẩn quẩn đây chi nữa không? Thì con tính về rồi mà thấy chú đi mua hoa nên con đi theo. Ủa em bán hoa hả? Dạ em bán hoa. Hồi nãy anh cũng có chạy ngang qua đây nè, nghe tiếng rau không anh hết hồn, tưởng đâu gì, bây giờ anh mới biết được có cái tiếng mà bây giờ nhìn thấy cái hình. Cái hình nhìn hay quá trời luôn. Hình hay quá trời hình. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Anh cũng mua hoa. Bán cho anh 5 bó đi. Xin lỗi anh. Hoa này hôm nay anh Nam ảnh mua hết cho em rồi. Có gì ngày mai anh ghé nha. Em kêu ông này là gì? Dạ bằng anh Nam. Trời ơi, em đừng có hổn như vậy chứ. Chú lớn tuổi mà kêu vậy là không có được phạm quý đó. Thôi đi được ơi, được. Để cho tao sống vậy được ơi. Mày còn trẻ, sự sống mày còn dài lắm, không? Thì hồi nãy con nhìn từ xa, con thấy mua hoa cũng có cái mùi, cái màu đó. Con cũng khuyên chú à, lớn tuổi rồi, mình nên biết liệu cơm mà gắp mắm. Chứ mà gắp cục mắm nó mặn quá đó là nó lên đăng sông, nó đi đứt luôn á chú. Nhắc nhở
ở đâu, sức khỏe của tao tao quản lý, tao biết khả năng tao tới đâu rồi tao tới đó. Trời, vậy nha, chú biết giữ sức khỏe. Để tao ráng được mày ơi. Em tên gì? Dạ, em tên Hồng. Em tên Hồng hả? Dạ, còn anh? Anh tên Đực. Trời ơi. Dạ, dạ. Anh tên Hứa Minh Đực. Trời ơi, nghe tên nghe phát ớt. Đây là chú... chú Nam. Ừ. Dạ, dạ. Nghe cái tên tao thánh đó gì Minh Đực đâu, Minh Đực. Nghe là ổng như là con gì Đực vậy đó. Ở trong xóm này ông nổi tiếng ghê sờm. Ăn nói đàng hoàng nghe mày. Thì ông ghê ai mà sờm. Nói chuyện hồi xưa đó, chú hồi xưa chú cũng mê văn nghệ đồ đóng mấy vai ghê sờm thì con quảng cáo cho chú thôi. Hỏi Hồng cho tao nãy giờ có ghê không? Con lo sức khỏe cho chú thôi, liệu cơm mà gấp mắm. Tao biết rồi, cái đó không cần mày lo đâu, mày lo cho mày kìa. Mày đi lông bông đó, mày đi tụ tập đó, mày coi chừng đó, có ngày đó mày ơi. Còn người ta lớn tuổi rồi, ta chỉ ngồi nói chuyện hai người thôi, phải không? Đây có cỏ không? Ở đây có hoa thôi mà sao sao nghe mùi trâu quá ta. Trâu giận cỏ non hay gì á, không biết. Thôi con về chú. Giữ gìn sức khỏe chú. Thôi con về nha. Đồ thứ khùng điên bất trợn gì đâu. Mấy này nó khùng. Trời ơi, Tết nhất rồi mà nóng quá trời nóng. Hên á là mình bán sắp hết mấy cái hoa đó, chứ không chắc nó héo queo. Ủa, Hồng, em ở đây hả? Dạ em chào anh. Trời, hàng gì anh ra ngay cầu khỉ tìm em cũng gặp, ra chợ tìm không gặp. Hôm nay không bán bông hả? Dạ bông em bán á, gần hết rồi. Với lại tại vì sắp Tết á, là dì Chính á, đi chợ sắm đồ Tết rồi. Em ở đây canh quán phụ dì á. Bông bán hết sao còn bó kìa? Dạ, còn có một bó này à. Còn có một bó hả? Dạ. Ê, dạ. Cho anh hỏi nha, là em là cháu dì Chính thiệt hả? Dạ đúng rồi, em cháu dì Chính là em của má em. Tại vì dì Chính á, gần Tết kêu em qua phụ quán. Sẵn tiện á, em muốn cái chòi ở bên kia cầu á, rồi bán bông luôn. À dạ. Mấy ngày mà ma quỷ xuất hiện nhiều quá. Ê, hả? Nói nghe, câu chuyện cảnh giác nha. Tối là em ở ngay chòi đó một mình hả? Dạ đúng rồi. Coi chừng nghe chưa, ban đêm ban hôm có một mình con gái của mình ở đây xuất hiện mấy thằng cướp á, mấy thằng cướp già nguy hiểm lắm. Nó vô là nó cướp sắt rồi, nó cướp quần áo, là nó cướp nhiều thứ ghê lắm, em phải cẩn thận nha. Cướp không ăn già không có đi ăn cướp đâu. Mà bây giờ đó mấy thằng tội phạm bây giờ ăn cướp đó là mấy thằng trẻ không à, cái già em không có đi ăn cướp. Thì đó chú, mấy thằng cướp trẻ thì nó chỉ cướp vàng bạc châu báu thôi, nhưng mà mấy thằng cướp già là nó cướp sắt rồi nó cướp cái gì đó nữa. Thôi mấy thằng trẻ nó ghê đó, già người ta cái gì cái người ta cũng có suy nghĩ đắn đo, nó có kinh nghiệm đâu. Thì đó thì có kinh nghiệm ăn cướp mà. Thôi vô vô chú cơ, ngồi uống nước đi con Bao. Không, tao không uống nước của mày. Tự tao uống tao trả tiền anh, tao có tiền nhóc. Lớn dạ. Tuổi tự lập, giỏi. Trời ơi, cái cỡ mấy ông bảy có tiền mẹ gì. Xin tiền má không à. Xin tiền má đi uống trà sữa chứ gì phải không? Là mấy đó, đó mấy thằng dưới quê còn con thành phố về nó khác. Đó thì tao nói y cỡ dạ. Tuổi mày đó là chỉ có xin tiền má đi uống trà sữa thôi. Còn đây là tiền non bạc biển nè. Đó. Dạ dạ, vậy anh Nam uống gì em lấy ạ? Cho anh ly cà phê y như mỗi bữa em. Để gánh cái đây là đây. Anh Đức. Để anh phụ cho. Trời ơi. Đây. Gánh đi đâu bán? Anh gánh phụ cho. Dạ thôi. Hả? Để em gánh cho. Anh Đức mua hoa giùm em đi. Gặp em anh mừng quá trời luôn á. Mấy nay tìm hoài không gặp, đây thì gặp đây mừng quá trời. Dạ. Mấy nay bán bông được không? Dạ mấy bữa nay gần Tết á, em bán cũng kha kha. Kha kha. Lắm. Em còn nhiêu đây à? Anh Đức mua giùm em đi. Anh đi ra chợ bán phụ em cũng được, hai đứa mình đi bán. Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Em về đây sống vậy á, rồi có chồng con gì chưa? Dạ có chồng con rồi. Cái gì? Dạ. Em có chồng rồi. Em nói cái gì vậy? Em nói lại anh nghe coi. Dạ thì chồng con chưa. Anh được muốn nghe vậy đúng không?
muốn nghe vậy chứ còn gì nữa. Tất nhiên là em không có chồng con là anh thích nghe vậy. Nào giỡn gì mấy cái trò đau tim quá vậy, đau thấu con tim anh luôn, đừng có giỡn vậy nữa nghe chưa. Dạ. Nó nghe nè. Dạ. Anh cũng tính toán hết rồi. Qua Tết này á, anh kêu ba má anh qua nhà nói chuyện với cô Chính nha. Trời đất ơi, anh nói chuyện với cô Chính chuyện gì? Trời đất ơi, anh được đừng có qua nói với cô Chính. Nói với cô Chính không có cho em ở đây nữa đâu. Thôi nếu mà... Em khùng quá à. Gái lớn lên lấy chồng, trai lớn lên lấy vợ là hiển nhiên rồi. Ra duyên anh cưới em, kêu ba má anh qua nói chuyện với lại cô Chính đàng hoàng. Chuyện này chuyện bình thường thôi, núp núp rồi là mới là bị cô Chính la đó. À, dạ thôi, anh được á, mua qua giùm em á, em cảm ơn. Còn mấy cái chuyện đó thôi, anh được bỏ qua đi. Anh được đừng nói cô Chính gì hết trơn nha. Thôi, em đi bán. Đây để anh phụ cho. Để anh gánh bán hủ em nha. Đây để anh qua có gì đâu. Đi dạ, đi ra chợ. Dạ. Nhắc tới mấy chuyện đám cưới là trời. Ai mua quà không? Ai mua hoa không? Gần Tết rồi mà không có một tin nhắn nữa. 30 này mà không về tôi giận luôn cho coi. Không có quan tâm người ta tí nào hết trơn. Có để người ta mình hoài. Chán ghê. Chán quá trời ơi. Có gì đâu chán, có anh quan tâm nè. Dạ, chào anh Nam. Ủa? À, dạ. Hôm nay làm gì đây mà nói một mình vậy? Dạ thì tại vì em ở quán có một mình thì em nói chuyện mình chứ có biết nói chuyện với ai đâu. Ủa mà anh Nam uống gì? À, y như một bữa rồi đó. Dạ. Anh nói thiệt em nghe, có buồn giận gì anh không? Mà thấy than thở thì không ai quan tâm gì tới là sao? Hả? Dạ em đâu có buồn gì đâu. Anh Nam mua bông ủng hộ em rồi hằng ngày qua quán uống cà phê ủng hộ gì của em thì em cảm ơn anh Nam nhiều chứ anh Nam không làm gì cho em buồn hết á. Ủa em là cháu của Chính hả? Dạ đúng rồi, em là cháu ruột dì Chính á. Tại vì gần Tết nè rồi dì Chính cũng bận rộn nên là dì Chính kêu em qua canh quán vài bữa, với lại sẵn dịp á em muốn cái chòi bên kia cầu á sẵn bán bông luôn. À, cũng tiện. Dạ. Để mình kêu bà Chính bằng gì ta? Không sao đâu. Bà dạ. Con dòng họ gì? Anh em kêu bằng gì? Anh muốn kêu dì Chính em bằng gì? Anh thấy được không? Dạ anh em cũng muốn kêu dì Chính của em bằng gì? Bằng gì hả? Anh bữa nay cũng nói thiệt với em á, tính anh á có sao nói vậy? Không có văn chương gì nhiều lắm, thấy không? Dạ. Anh cũng để ý anh thương em lâu rồi. Bây giờ anh hồi nào giờ cũng chưa có vợ con gì hết. Anh dạ. Cũng muốn cưới em về làm vợ anh, em thấy sao? Dạ, thôi chắc là không được đâu. Thôi anh Nam để cho em suy nghĩ nha. Suy nghĩ rồi quyết luôn đi, ha. Vậy thôi, để em ra chợ, em lấy bông đi bán nha. Anh Nam coi quán giùm em chút nha. Kỳ ta cũng còn hy vọng. Nó nghe nè. Dạ. Anh cũng tính toán hết rồi. Qua Tết này á, anh kêu ba má anh qua nhà nói chuyện với cô Chính nha. Trời đất ơi, anh nói chuyện với cô Chính chuyện gì? Anh muốn kêu dì Chính em bằng gì? Em thấy được không? Dạ anh Nam cũng muốn kêu dì Chính của em bằng gì? Bằng gì hả? Anh bữa nay cũng nói thiệt với em á, tính anh á có sao nói vậy, không có văn chương gì nhiều lắm, thấy không? Dạ. Anh cũng để ý anh thương em lâu rồi. Bây giờ anh hồi nào giờ cũng chưa có vợ con gì hết. Anh cũng muốn cưới em về làm vợ anh, em thấy sao?
không? Dạ anh Nam. Đêm tối rồi sao em không ngủ? Ngồi đây làm chi cho sương xuống, cảm lạnh sao em? Dạ không, anh hiểu rồi. Thì ra là em ngồi đây để sương xuống cho em lạnh, rồi anh sẽ chạy tới ôm chầm lấy em trong lòng để mà sưởi ấm cho em, đúng không? Không đâu, anh mới là ấm hơn nó. Cái ấm của nó không phải là cái ấm mà từ trong người nó phát ra, mà cái ấm của nó là cái sốt. Nó bị sốt á, nó nóng chứ không phải là ấm. Còn cái ấm của anh này, anh em gọi nè, đó, ấm thật tự, thấy không? Hay là em có cảm nhận được không? Em có cảm nhận thấy dòng điện chạy qua người em không? Dạ, cho Hồng cảm ơn tình cảm của anh Nam với lại anh Đực đã dành cho Hồng trong những ngày qua nha. Trời ơi, cảm ơn tình cảm cái gì. Khoảng thời gian qua anh chăm sóc, anh chiều chuộng em, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi thôi. Anh sẵn sàng chăm sóc và chiều chuộng em cả một cuộc đời. Anh à, anh sẽ lo cho em sung sướng cả một cuộc đời của em đó. Đừng có nghe lời chú, tại vì khoảng thời gian chú chăm sóc cho em nó ngắn củn à, trong khi đó quãng đời anh còn dài lắm. Chú chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Dạ, em cảm ơn tình cảm của hai anh dành cho em. Nhưng mà em có một điều muốn nói với hai anh. Thật ra thì em cũng không có muốn giấu cái điều này đâu. Nhưng mà thật sự thì em thấy là hai anh không có muốn biết cái điều này. Nhưng mà giấu hoài thì cũng không có được, nên thôi cho em xin phép nói luôn. Em cứ nói thẳng đi. Giữa anh với cái thằng tuổi mùi này nè đó, em cứ yêu thằng nào em cứ nói thẳng, nói thẳng vô mặt đó, em đừng ngại gì hết. Dạ em yêu chồng em. Dạ tại vì em đã có chồng rồi. Trời ơi, chồng em đi công tác á, ảnh nói với em là ngày 30 ảnh về với em á. Em có chồng rồi. Em có con luôn chứ? Không. Hồng ơi, anh Huy chồng em. Anh về với em rồi. Chào Nam. Chào Huy. Đây là chú Nam, còn tôi là Đực. Tôi là chồng Hồng. Em đợi anh lâu rồi phải không? Dạ. Chú Nam. Gì? Bây giờ cảm giác của chú như thế nào? Cảm giác gì nữa? Bột mất hết rồi. Cảm giác của chú thấy ra sao? Thôi về được á, ở đây hồi mang đầu máu về bây giờ cảm giác gì nữa. Em ngờ một ngày con với chú đồng cảnh ngộ như vậy. Thôi về chút. Dạ cho anh Đột, cho anh Nam. Chào hai anh. Chúc vui vẻ. Ta không chúc thằng nào con nào hết. Sao mày không ở nhà mày phụ công chuyện với vợ mày cho nó đỡ cực? Hồi sớm ơi mày nghe, tao thức sớm tao đi chợ, tao tưởng đâu là tao đi chợ sớm nhất rồi. Đi ra tới ngoài cầu là thấy nó đi chợ về rồi luôn á. Nó đi sớm hơn tao luôn á. Này sao tính làm vợ của tía con hay sao mà giảng đạo với căng vậy? Sao ơi, phước phần người nào người nấy hưởng. Tía má con cưới vợ cho con á là cho nó làm việc nhà nha. Bớt bớt đi chùa lại. Đi chùa cái mở lòng từ bi hả? Có nghe câu độ thân độ nàng chưa? Ai độ mày thì độ đi ha, tao không quẩn. Đi, đi đi câu đi đi, để cho tao bán mở hàng cái. Trời ơi, tính qua mua rượu ủng hộ nha. Mà bây giờ là ở đó không cần khách hàng nha. Không cần thì thôi, đây bye bye. Vậy đi. Rồi. Mở hàng cỡ này chắc tao dẹp quán luôn quá. Sáu ơi, chân đi, trà đá đường nha Sáu. Chờ xíu, có liền, có liền. Rồi, đây, đây, đây. Nè, uống đi cho đỡ mệt. Dạ, cảm ơn Sáu. Nè,
mày coi làm sao chứ tao thấy mày làm dâu ở nhà đó sao mà cực quá trời quá đất. Cái gì đó mà công chuyện cà quay suốt ngày làm không hết vậy? Dạ, thì phận làm dâu mà sao? Nhà này cái gì cũng con làm hết trơn á, chứ anh ba la anh có biết làm gì đâu. Mày á, làm cũng vừa vừa phải phải thôi. Làm quá cái gì mày cũng ôm mày làm hết, nó ỷ y, hiểu không? Nó thấy mày làm được nó ỷ, nó không có thèm làm. Với lại á, con làm nhiều quá, rồi cái thức đêm thức hôm, cái mặt mày hốc hác, mày xấu xí, mày nhăn nheo rồi nghe, cái nó bỏ nó đi theo con khác. Con biết mà sao, nhưng mà giờ phải chịu thôi chứ có thay đổi được cái gì đâu. Sao nói con nghe, làm công chuyện cũng một vừa hai phải thôi. Tao nói thiệt tình á, ông ba biết á, ổng không. Gì vậy Sáu ơi? Dạ, ừ. Mời ba ngồi. Gì mà có tên ba biết đây vậy Sáu? Không, bởi vì tôi đó tên ba biết nha. Cái chuyện gì ở cái xóm này đầu trên xóm dưới đó là tôi biết hết trơn á. Bởi vì anh biết cho nên tôi cũng nói thẳng luôn, không có nói lén làm chi. Anh á, thời buổi này giờ là thế kỷ nào rồi mà anh làm cha chồng cái kiểu gì mà anh bóc lột con dâu quá. Ủa sao nói vậy là sao Sáu? Hả? Bóc lột là bóc lột sao? Đó, thì con Thắm kìa, từ hồi nó về làm dâu ở bển, nghe người ta nói nó làm đầu tắt mặt tối, không thấy lúc nào mà con nhỏ ngửa mặt lên được hết trơn hết trọi á. Mà trong khi đó thằng ba la đi câu, đi nhậu, đi chơi không, cà nhỏng mà anh không có nói con trai anh tiếng nào. Ủa, tôi nhớ không lầm á, con Thắm nó là con dâu, thấy không? Dâu đó, ta thường nói làm dâu nhà chồng mà, thì việc trong việc ngoài gì cũng phải con dâu làm chứ, thấy không? Cô nói vậy sao được? Cái đó là chuyện hồi xưa. Anh đối xử với con Thắm đó, tôi nhớ cái hồi xưa tôi làm dâu cho bên nhà chồng tôi đó, là cũng y chang như vậy luôn. Tôi về làm dâu một cái là nguyên cả nhà ngồi không, mọi công chuyện là một mình tôi ôm hết. Cho tới ngày tía má chồng tôi mất là tôi mới được thảnh thơi chút đó. Anh đừng có để cho con dâu anh bây giờ á, nó ngồi nó trông cho tới ngày anh quy. Thôi đi, đèn nhà ai nấy sáng, phải không? Ta nói dạy con á, từ thở còn thơ. Dạy vợ từ thở ban sơ mới về. Tôi dạy con dâu của tôi điều hay lẽ phải, phải không? Sao đừng có xúi dục nó chống lại nhà chồng, vậy không có tốt, phải không? Ủa, tôi đâu có xúi biểu gì đâu. Tôi đâu có kêu nó chống lại gì đâu. Tôi chỉ nói là anh dạy con dâu anh thì anh về bên nhà anh dạy, phải không? Còn cái này là quán của tôi, quán tôi, cho nên anh đừng có khơi gợi cho tôi nhớ lại cái quá khứ mà tôi không mấy gì vui vẻ cho lắm gì đó mà. Còn con nữa, phải không? Làm xong công việc rồi thì đi thẳng về nhà, ghé đầu này ghé đầu kia, rồi chụm đầu châu mỏ lại, rồi nhiều chuyện nó không có tốt nghe con, phải không? Về nhà đi, còn xây bộ, còn chuẩn bị ngày mai gói bánh Tết nhất sắp tới rồi. Mà tắm heo, tắm gà, tắm vịt. Chứ ở không đâu mà chụm đầu cháu mở lại nhiều chuyện chứ, có lợi lộc gì đâu. Dạ, thưa ba con về, Sáu con về. Trời đất ơi, tôi nghe mà anh liệt kê cái công chuyện mà nó phải mần trong ngày, cái tôi mắt say sẩm mà tôi chóng mặt luôn vậy đó anh ba. Anh nghĩ có một đứa con gái nó mong manh, nó nhỏ nhắn như vậy mà anh đài nó chừng đó công chuyện trong một ngày mà không ai phụ, anh thấy anh có nhân đạo không anh? Cô chóng mặt hả? Tại từng tuổi này đó, không chồng không con nó hay vậy lắm Sáu ơi. Thôi lo bán quán đi, đừng có nhiều chuyện, không đừng nói chuyện người ta. Tôi không uống nước đâu. Về Sáu ơi. Cảm ơn. Uống một cái tôi mất công tôi đi rửa ly chứ làm cái gì. Bà biết, cái gì cũng biết, có một cái là không biết điều thôi. Sao? Ôi trời ơi, sao không về đi? Trời đất ơi, mày ở đây rồi, ông về, ông biết mà mày chưa về nghe, ông cắt cổ mày á. Đi vô. Thôi, con về liền giờ, nãy giờ con định đây nè, để con nghe xong cuộc nói chuyện của Sáu với lại ba chồng con đó. Chàng ơi, rồi ảnh chị ở bển có biết mà mày cực khổ vậy không? Sao ông bả không rước mày về, ông tao đó? Thì ba má ăn đâu biết đâu, với lại con
có bầu rồi, biết sao vợ? Trời đất ơi, bây giờ là khổ nữa nè. Đã công chuyện mà ngập đầu không hết rồi có bầu nữa. Trời đất ơi, mày khổ quá Thắm. Thôi đi về, đi về, tao tìm cách tao nói với tía má mày. Tìm cách hả? Thì đi về đi, trời ơi mà bớt công chuyện lại có bầu có bì rồi. Sao? Giờ con về, không có chuyện gì con qua tâm sự với Sáu nha. Trời ơi, tâm sự với Sáu thì Sáu có giúp gì được con đâu. Anh ba ơi, thấy cái muốn trốn luôn vậy á trời. Mệt muốn chết đây nè. Rồi đi làm đồng rồi ở nhà nấu cơm đi, ra đây làm chi vậy? Trời ơi, tôi làm đồng, tôi mệt muốn chết, không có miếng nước uống mà ngồi ở đây câu cá rảnh rang quá vậy. Giỏi dữ vậy ta, tính ra là khá khen cho. Xin lỗi má, xin lỗi má. Sao ra đây làm chi? Tôi đau bụng quá nè. Trời ơi. Nè, quay, quay. Tao nói. Trời ơi, tên tía nữa. Tôi nói cho biết nha, đau bụng quá thì chạy về nhà, đi ra đây chi vậy? Còn bây giờ không gấp băng qua cầu nè, chui vô bụi lùm, làm lẹ, ra nói chuyện. Trời ơi, tôi đau bụng, chứ đâu có mắt đâu, mà đi cầu không biết nữa. Trời ơi, quay, biết là tên ai biết không? Mình không có nói chuyện đó nghe không? Đau, làm gì mà bóp đau quá vậy? Sao quần, hai đứa té xuống dưới mương luôn bây giờ nè. Trời ơi, tôi đang có đó. Bây giờ nè, vợ chồng với nhau có gì thì cứ nói thẳng ra đi, cứ úp mở sao quần vậy hoài, ai mà không biết nói sao luôn, đụng chạm mà đau bụng quá à. Nè, một là về đứng đây thì nói rõ ràng, không mà tao sáng bạc tay à nha. Cái gì kênh kiểu vậy? Tôi không có làm đồng ở đâu, kể từ đây tôi ở nhà. Ôi khá khen. Ngon, nói lại một lần nữa coi. Tôi ở nhà, tôi không có đi làm ở đâu. Chổng không kia là tao sáng bạc tay thiệt nha, đừng có không dám sáng này nha. Trời ơi, cái thằng kia. Trời đất ơi, thấy không? Tao mà đi chậm một cái là mày thành cái thằng vũ phu rồi. Mà giữa đường giữa xá gì mà dung tay dung chân với phụ nữ người ta kêu bằng vũ phu côn đồ đó con. Mày biết không mày? Không có đâu Sáu, tại sao không có biết á? Biết là tên của con tía mày nghe. Mày nhắc tới tên ổng đi, ổng ở nhà ổng giọt ra ổng quánh cho mày bể đầu. Con nói thiệt với Sáu luôn á, gia đình nó khổ dễ sợ luôn á. Nói chuyện ra đụng chạm. Hên là má con mất rồi đó, chứ má con còn là không biết đụng chạm cỡ nào nữa. Thì đụng thôi, làm con làm cháu đụng mới sợ. Tao thằng xóm mà tao đâu có sợ gì. Bả tên khen, thấy không? Bởi vì nói chuyện đừng có dùng cái chữ khen. Đó, mà tía mày tên biết. Đó, ổng còn sống thì không sao, mà bà khen đó, mà nhắc tới tên bà là bà dặn cổ nha. Con. Dạ. Bà Biểu. Dạ. Nó quánh mày phải không? Tại sao nó quánh mày? Dạ không có sao. Tại vì con đau bụng thôi à. Nó đánh vô bụng mày chứ gì nữa? Dạ không có. Tại vì con đau bụng thôi, chứ là anh ba không có đánh vô bụng con. Tưởng mà nó đánh á, nói Sáu một tiếng nha, tao không có làm gì nhiều, tao quơ ngang một cái thôi hà, là cái cổ nó bay xuống dưới kia rồi. Sao bớt chữ bớt giùm con cái, đụng chạm quá trời luôn, nãy giờ Sáu kêu hết luôn da mẹ con ra luôn á Sáu. Khá khen cho bà con cái biết hiểu để với cha mẹ, nhưng mà tao là hàng xóm, tao kêu không biết bà khen đó rồi làm gì tao, thấy không? Tao nè đó, tao biết luôn đó, mà làm gì tao đó. Nó mà quánh mày nói với Sáu một tiếng nghe. Dạ sao vậy? Đánh ra mày. Dạ. Rồi mày thấy đẹp mặt không? Mày ra đây mày xài quần đó, người ta kêu nguyên dòng họ ra đó. Rồi làm sao? Vợ chồng với nhau có gì nói thẳng đi. Không có biết gì đâu. Nè, người ta là người ngoài, người ta nói được nghe không? Mình là con cháu trong nhà nha, dâu con nữa. Tại bây giờ tôi có bầu á. Vợ có bầu hả? Vợ có bầu sao bụng xem lép vậy? Tại vì thiếu ăn á. Có thấy không? Ngày nào cũng đi làm chưa trời chưa chật mới về. Mà ăn vợ chồng này chồng ngồi câu cá vậy đó. Rồi ai nấu đồ ăn cho tôi ăn? Thì bây giờ á, vợ chịu khó với vợ làm đồng xong, vợ về vợ tự nấu cơm ăn giùm anh cái. Anh có biết á, từ ngày về làm dâu á, lúc á mà tôi hả chút bỏ cái áo cưới á, là lúc nào tôi cũng cắm
mặt vô cái sông chén hết trơn á, rồi dỗ quải gì tôi cũng thức khuya, tôi dậy sớm để cuối cùng á là được anh khen. Mà dạo này á anh có khen tôi tiếng nào đâu. Khen nó không nói được thiệt luôn. Thiệt bây giờ vợ không làm gì, anh cứ vợ vậy làm gì anh không biết luôn á. Thôi kể từ nay á tôi không có đi làm đồng ở đâu, tôi ở nhà tôi dưỡng thai, anh muốn làm gì anh làm, tôi về á. Có bầu đi từ từ thôi. Đợi đi, anh về với vợ luôn nè. Cá kiết gì không biết giờ này nữa. Cái gì mà ngái nữa. Tao nói sắp tới Tết rồi mà nhà dưới, nhà trên, rồi bàn thờ lớn, bàn thờ nhỏ chưa có ai dọn hết. Rồi không biết sau này cái bụng tôi lớn rồi ai làm. Chán ghê. Thắm à? Hả? Dạ. Cái gì vậy? Công chuyện ở bển chưa có làm xong nữa, tự nhiên đi về đây là ăn sao? Trời đất ơi, còn 3-4 cái nồi bự, rồi thêm một đống chén nữa. Sao em không rửa mà em đi về đây? Dạ, tại vì á em tới giờ em về, em cho heo ăn, xong rồi em ra đồng, rồi em phải cắt rau đưa cho mối lái lên chợ bán. Ủa mà em nhớ trước khi em về á, em có rửa đâu 3-4 sống chén, 3-4 thao gì đó, rồi xong rồi tại vì trễ quá nên là em có nhờ cô Lúa ở lại rửa giùm em 4-5 cái nồi. Hay quá ha. Nhờ cô Lúa ở lại rửa. Biết là mỗi lần nhờ cô Lúa như vậy là phải tốn tiền không? Còn em là gì? Dâu con trong nhà thì em phải ngồi lại đó em rửa cho xong, rồi muốn về thì về chứ. Tự nhiên muốn người ta ăn chi rồi cho tốn tiền. Mà em cũng ngộ lắm. Này là đám giỗ trong gia đình ha, cũng là toàn là dòng họ nhà mình không à. Chị cũng đâu có rảnh, chị phải tiếp khách hả, hết bàn này tới bàn kia. Nội mà chị ngồi chị tiếp khách không chị cũng mệt chứ bộ. Rửa có mấy thao chén à, mà than vãn lên than vãn xuống. Nhìn cái mặt á, tôi biết ngay á, là thế nào cũng là biến mà. Nhìn là biết liền rồi. Trời ơi, ta nói nó xỉn, nó nhức đầu muốn chết luôn mà ngủ không yên với bà nữa. Ừ. Bà ở đâu mà qua đây vậy? Trời. Tôi nói cho bà biết nha. Tôi nói cho bà nghe nha. Biết là tên ông già tôi nha. Ở đây bà biết hoài đi. Ê, ông già mày là tía tao đó. Cái thằng này ăn nhậu cho cố vô. Giờ này á mới mờ cái đầu vậy. Ra đây kiếm chuyện tao hả? Mày lo mày dạy lại vợ mày kìa. Rửa có mấy thao chén ở bển à, mà về đây than lên than xuống làm thấy mắc mệt. Xin lỗi nha, tôi không có than gì hết trơn á. Mà tôi nghĩ là dù gì thì cũng chị em. Thì có gì mỗi người một tay làm phụ giúp nhau chứ có gì đâu. Cái gì? Còn anh nữa, lãng tránh gì? Là chồng á thì gần Tết nhất ít ra cũng phụ tôi dọn dẹp nhà cửa. Sao tối ngày ăn chơi hoài vậy? Trời đất ơi. Ba La. Gì? Mày để con vợ mày nó nói trên đầu trên cổ mày vậy hả ba La? Trời mày không biết dạy vợ mày hả? Nè. Tôi đang xỉn nha, tôi muốn đi ngủ, tôi mệt lắm mệt nha. Bà la một lát rồi tôi có bà luôn. Ê, tao không có nói gì nha. Mày vô ngủ nữa đi. Xỉn. Ngon nói tiếng nữa tôi có bà luôn á. Tôi có bầu á. Vợ có bầu hả? Ê, vợ có bầu sao bụng xem lép vậy? Tại vì thiếu ăn á. Có thấy không? Ngày nào cũng đi làm chưa trời chưa chật mới về. Mà ăn giờ chồng này chồng ngồi câu cá vậy đó. Rồi ai nấu rồi ăn cho tôi ăn. Anh có biết á, từ ngày về làm dâu á, lúc á mà tôi hả chút bỏ cái áo cưới á, là lúc nào tôi cũng cắm mặt vô cái sông chén hết trơn á. Rồi dỗ quải gì tôi cũng thức khuya, tôi dậy sớm để cuối cùng á là được anh khen.
Mà dạo này á, anh có khen tôi tiếng nào đâu. Thôi, kể từ nay á, tôi không có đi làm đồng nữa đâu. Tôi ở nhà, tôi dưỡng thai, anh muốn làm gì anh làm. Nhà lớn á, chuyện đang đăng đi đi đùm lum công chuyện nào là hả ngâm đậu rồi ngâm nếp mà giờ này nó đi đâu mất tiêu rồi không biết ai mà làm nữa. Thì nó cũng làm xong xuôi sạch sẽ hết rồi nó mới đi đó gì. Trời ơi, tía nhìn sao mà kêu xong vậy tía. Tía qua bên nhà lớn coi kìa, mấy thao chén với mấy cái nồi bự chảng luôn, chưa có ai rửa hết trơn. Trời ớt ơi, vậy mà kêu xong công chuyện mà ngộ lắm nha. Thằng chồng của nó tối ngày á chỉ biết mở mắt ra là nhậu không à, rồi cũng ngồi tới cuối tiệc đó. Trời ơi, thứ gì á thiệt á, hai vợ chồng này con thấy nó làm biến dữ lắm luôn rồi đó tía. Dạ thưa chị hai, chị cũng lớn rồi, bây giờ chị cũng tập làm đi với người ta đi. Chứ không lẽ chị ngồi không, chị la cái miệng chị bài hải không à đó. Đi tắm heo nè, rồi đi hái rau, rồi giao cho mối lái rồi người ta đi. Ủa tía, tía nói chuyện ngộ ghê á, con Thắm nó làm dâu thì công chuyện là phải nó làm chứ. Con có đi làm dâu đâu tự nhiên bắt công chuyện con làm. Thì Thắm nó làm dâu thì bởi vì công việc nhà nó sai nó nè. Sai tụi bay có làm đâu. Rồi sai thằng ba nó cũng có làm đâu. Thì Thắm nó làm dâu thì cuối cùng tao cũng phải sai nó. Chứ bây giờ tụi bay còn trách móc cái gì nữa. Nhưng mà sai nó có ra làm đâu tía thấy không. Giờ này trốn đâu mất tiêu rồi. Trốn đâu. Nói cái gì tía cũng binh nó hết trơn á. Mỗi lần mà nó xin về nhà nó cũng vậy á. Cái tía cho nó đi liền à. Tía nói cái gì tía cũng biết. Biết đó. Tao là ba biết. Là ba biết. Biết. Biết hết á. Biết. Tía ba biết con biết rồi. Xin lỗi. Nè. Ê, tên biết là tên cúng cơm của tía nha. Mà chơi nguyên la fan vậy là hổn với mày. Thì xin lỗi tía. Tía nói chị nè, đám tiệc ở nhà này kia chị cũng phải phụ vợ của em chứ. Chị bắt vợ em làm mình ơn sao mà chịu nổi. Ủa mày nói chuyện mắc cười quá. Vợ mày làm dâu thì vợ mày công chuyện nó phải làm chứ, tự nhiên bây giờ đổ qua tao là sao? Đổ gì đổ. Nè chị coi đi nè, chị thấy bữa nay nhà cửa sạch sẽ hả? Nó là tôi bữa nay tôi có xỉn đâu. Hoàn toàn không có xỉn. Ừ, chắc được bữa à. Ủa mà con vợ mày đâu rồi? Tía, vợ con bỏ ở đâu con không biết. Con không tìm được luôn tía. Ủa mà mày có đi kiếm nó không? Đi ra mà ruộng rồi con nó có hái rau hoặc là ra mà chở con nó có đi chợ được không? Con có đi kiếm vòng có thấy đâu tía. Ê, gì? Có khi nào con vợ mày á nó cắt rau nó đi bỏ cho lái, xong rồi có khi nào là nó đi theo con buôn lái luôn không? Tôi là ba la, chị là hai có. Nói chuyện có duyên dụng chút được không? Nói gì không khác nào vợ theo trai hả? Trời ơi, chứ còn gì nữa. Nhiều khi nó ra ngoài gặp mấy lái buôn á, người ta nói chuyện ngọt ngọt. Còn mày nhìn lại mày coi, tối ngày chỉ biết ăn với nhậu không mà nó bỏ mày đi theo con khác cũng có chừng thiệt đó. Tía, con chị hay chứ nói chuyện vậy chịu đời được không tía? Con nói mày cũng tệ lắm. Tối ngày sách chừng câu đưa câu. Có được con nào á là nướng nhậu con đấy. Bỏ bê vợ không có chăm sóc gì nó chứ. Đó, tao nói có gì sai không? Mày đó, mày lo mày đi kiếm nó đi. Dám chừng vợ chắc con lái đó nó chở đi mất tiêu rồi đó. Mất sướng rồi luôn rồi đó. Trời ơi tía, chị hai nói vậy thì em thấy em sai quá trời sai luôn á. Ngày nào cũng xỉn. Rồi đi câu cá. Biết vui bản thân mình nè. Bao nhiêu công chuyện dồn hết trên đầu vợ em. Ơi, sai quá rồi, mày sai quá rồi ba la ơi. Không phải mình mày sai đâu. Mà tía thấy tía cũng sai nữa. Dạ. Trời. Nó sai đó, quá trời con đất thấy tội nghiệp nó, mình làm nó không có đúng. Trời ơi tía, ba la. Gì? Ủa tự nhiên cái hai người ngồi đây hối lỗi là làm sao? Dạ. Ủa thì nó làm dâu thì công chuyện là nó làm là đúng rồi, tự nhiên giờ hai người ngồi hối lỗi. Chị không phải hối lỗi nữa, bao nhiêu công chuyện chị dồn hết lên đầu vợ em. Nó làm nó chịu không nổi nó bỏ đi luôn á. Thâm ơi Thâm, em giờ mà em có suy nghĩ lại em quay về đi Thâm. Anh hứa là anh làm hết luôn. Anh không đi câu cá nữa, anh không nhậu nữa. Tất cả mọi chuyện anh làm hết. Thắm ơi, về đi mà em ơi, vợ anh ơi. Sao đâu rồi sao? Sao? Dạ, Tết nhất là cả nhà ngồi mà rên la khóc lóc. Chắc công chuyện nhiều quá, không ai mừng chứ gì. Ủa sao biết? Trời ơi, ông tên biết chứ tôi mới biết nè. Nè,
tôi nói ông nghe, tôi qua đó là tôi để thông báo cho cả nhà một tin. Tin gì? Con Thắm nó về bên ngoại nó rồi, nó không có về đây nữa. Ủa, vậy sao sao vậy sao? Tự nhiên vợ anh bỏ về trở là sao vậy sao? Ủa, đâu có tự nhiên đâu ba la. Mèn ơi, mày nghĩ đi. Nó làm dâu mà anh ba. Mà sao mà anh coi nó như con ở không công vậy? Cái chuyện gì ta nói từ đầu trên xuống dưới một tay nó không? Anh đài đọa con ta quá mà, nó chịu đâu có nổi. Ủa cô đâu tự nhiên cô sáng xả vô đây con mắng cha con tôi như con không đẻ vậy cô sao? Hả? Không phải mắng gì. Tự con ăn Thắm nó nhờ tôi qua nói là nó không có về đâu. Còn nếu mà ở nhà mà thằng ba mà không sửa đổi đó, mà cứ đi nhậu với đi chơi riết á, mà không có phụ vợ công chuyện đó là nó đi luôn, nó không về nữa. Trời, nói gì chứ, cô nói vậy đó tôi cũng không có giận cô đâu, mà tôi cảm ơn cô nữa. Tôi mới thấy được cái lỗi của tôi, lỗi của ông ba nữa. Dạ. Thấy không? Đó. Thôi để qua Tết đi, bây giờ Tết cũng sát bên rồi, để qua Tết tôi dẫn ba qua bển xin lỗi người ta. Nếu người ta không chịu á, tôi để nó ở rễ bệnh luôn. Rồi nó năn nỉ chừng nào mà con Thắm đồng ý nó thì về, còn Thắm không đồng ý thì coi như nó ở bệnh tới chết luôn đó. Ủa tía, ủa tự nhiên giờ Tết nhất tới nơi tía để cho con Thắm nó ở bệnh, rồi công chuyện nhà ai làm, lẽ tự nhiên đổ lên mình con làm hả? Chứ ai. Ê